Từng bán bún bò làm lơ xe, Hồ Quang Hiếu giờ đã tậu được nhà đẹp xe sang. Sau hàng chục năm lăn lộn ngoài đời, sống trong cơ cực nghèo khó, Hồ Quang Hiếu giờ đã trở thành một ngôi sao sáng, để rồi tự mua được nhà tiền tỷ và xế sang. Có lẽ ít ai biết, Hồ Quang Hiếu từng trải qua một tuổi thơ vô cùng nghèo khó và phải bươn chải ngoài đời từ khá sớm. Nam ca sĩ từng trải lòng, gia đình tôi trước đây nghèo lắm. Cái nghèo thể hiện rõ trong mỗi bữa ăn, đó là nồi cơm với loại gạo rẻ tiền nhất, chén nước mắm gừng mặn chát, đĩa rau muống luộc vội và vài miếng đậu hũ kho tương. Chính vì ước mơ trở thành một ca sĩ nổi tiếng và cho rằng đây cũng là kế sinh nhai của anh sau này mà Hồ Quang Hiếu từng tham gia rất nhiều cuộc thi ca hát lớn nhỏ. Nhưng may mắn không hề mỉm cười với anh. Có những giai đoạn khó khăn, chi phí thi quá tốn kém, anh đã học kiếm tiền bằng rất nhiều cách như bán bún bò, làm lơ xe, tiếp thị. Cuối cùng, công sức của chàng ca sĩ giàu nghị lực cũng được đền đáp. Năm 2014, Hồ Quang Hiếu bất ngờ trở thành hiện tượng âm nhạc với ca khúc Con Bướm Xuân. Đây được xem là cột mốc đáng nhớ của Hồ Quang Hiếu. Kể từ đây, anh trở thành ngôi sao nam đắt xô nhất nhì showbiz Việt trong thời điểm đó. Sau nhiều năm phấn đấu không ngừng nghỉ, hiện tại Hồ Quang Hiếu đã tự mình tậu được nhà tiền tỷ, xe sang đáng mơ ước. Giọng ca đổi thay từng chia sẻ rằng, chỉ sau hơn một năm đi hát, anh đã có thu nhập trên 10 tỷ, đủ mua xe hơi và hai căn nhà tại thành phố Hồ Chí Minh. Dành dụm cát xê trong gần 5 năm, Hồ Quang Hiếu đã mua được căn nhà gần 3 tỷ đồng ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2014. Trước đây, anh chủ yếu sống cùng bạn bè trong những căn nhà thuê. Ngôi nhà có sân trước khá rộng, nam ca sĩ để dành một khoảng sân này để đậu xe và trồng một vài cây xanh nhỏ tạo không gian thoáng đãng. Nội thất phòng khách khá đơn giản với bộ sofa màu trắng kem và thảm màu đỏ nổi bật. Một góc phòng khách được nam ca sĩ kê ghế sofa lớn để nằm nghỉ ngơi và thư giãn. Phòng bếp gọn gàng và ấm cúng, điều khiến Hồ Quang Hiếu tiếc nhất là không có nhiều thời gian dùng cơm cùng gia đình vì thường xuyên phải đi lưu diễn xa nhà. Cầu thang lát đá sẫm màu và tay vịn được thiết kế đơn giản. Bộ ghế sofa phòng khách ở tầng 2 có tông màu đỏ phù hợp với mạng họa của nam chủ nhân là điểm nhấn của căn phòng. Phòng ngủ gọn gàng với tông xanh biển của giọng ca Con Bướm Xuân. Vì căn nhà có rất nhiều phòng nên phòng làm việc của nam ca sĩ tách rời khỏi phòng ngủ. Trước cửa phòng riêng của Hồ Quang Hiếu là kệ tủ đặt những món đồ lưu niệm ở các nước mà anh đã đi qua. Bộ sưu tập tiền của các nước khác nhau cũng rất phong phú. Khi không có lịch diễn, Hồ Quang Hiếu thay mẹ tự tay chăm sóc những chậu cây mà anh yêu thích. Tự mua được nhà đẹp, tậu được xế sang tiền tỷ, sau nhiều năm phấn đấu không ngừng nghỉ, khối tài sản của Hồ Quang Hiếu khiến nhiều người mơ ước. Học Kevin Khánh và Khởi My, cách chụp ảnh cưới đẹp lung linh, sau việc không ngừng ngại di chuyển khắp mọi nơi ở Việt Nam và ra tận nước ngoài để đầu tư cho những bộ ảnh cưới để đời của mình. Không chỉ có người thường mà việc đầu tư cho ảnh cưới lâu nay luôn được Sau Việc rất chú trọng và quan tâm hết mức. Họ không ngại đầu tư tiền tỷ, tiền triệu cho những bộ ảnh cưới trong nước lẫn sang nước ngoài. Nếu Huy Nam và bà xã đưa nhau ra Lý Sơn, Lam Trường tình cảm với Yến Phương ở Quảng Nam, thì Trấn Thành Harry Won chụp ảnh ở Pháp, Kevin Khánh Khởi My ở Hàn, thì vợ chồng Lương Thế Thành ở Mỹ. Huy Nam và Hiền Vi. Sau lễ hàng thuận, cặp đôi đã nhanh chóng đưa nhau ra Đà Nẵng thử đồ cưới, hoàn tất việc thử đồ cưới cho ngày trọng đại sắp tới. Huy Nam Hiền Vi đã bắt tay cùng ekip chụp ảnh cưới ở Lý Sơn, Quảng Ngãi. Kevin Khánh và Khởi My. Sau lễ đính hôn vào giữa tháng 6, vợ chồng Kevin Khánh Khởi My quyết định thực hiện album ảnh cưới tại Hàn Quốc. Trấn Thành Harry Won. Harry Won và Trấn Thành cũng mạnh tay không kém khi chụp ảnh cưới tại Pháp. Tăng Thanh Hà và Lô Uy Nguyễn, bức ảnh cưới hiếm hoi của Tăng Thanh Hà chụp cùng chồng ở Philippines bị rò rỉ. Lương Thế Thành và Thúy Diễm. Lương Thế Thành, Thúy Diễm lưu lại khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau tại miền Nam California của Las Vegas. Vợ chồng Ngọc Thạch. Siêu mẫu Ngọc Thạch khoe bộ ảnh cưới đẹp lung linh được chụp tại đảo Thiên Đường. Đây là nơi mà bất kỳ ai trên thế giới cũng mơ được một lần đặt chân đến để tận hưởng không gian thần tiên, đẹp thơ mộng. Lê Hoàng của The Man và Việt Huê. Sau màn cầu hôn bất ngờ trong một chuyến lưu diễn ở Australia, Lê Hoàng khoe những hình ảnh trong bộ ảnh cưới chụp tại Úc khiến các fan vô cùng thích thú và ngưỡng mộ. Vợ chồng Nhật Kim Anh. Bà Nà Hiêu, Đà Nẵng là nơi được nữ diễn viên Nhật Kim Anh và chồng Bửu Lộc lựa chọn để ghi lại những khoảnh khắc ngập tràn hạnh phúc. Những bức ảnh lãng mạn được thực hiện dưới ánh mặt trời trong khung cảnh châu Âu giữa lòng Đà Nẵng. Lam Trường và Yến Phương.
Bộ ảnh cưới chụp cổ kính và không kém phần lãng mạn của Lam Trường Yến Phương ở Hội An. Đây cũng chính là địa điểm mà cô dâu rất yêu thích khi có dịp du lịch cùng bạn bè trước thời điểm quen Lam Trường. Diễm Hương và Quang Huy. Diễm Hương tái hiện những cảm xúc tình yêu của hai vợ chồng trong không gian lãng mạn giữa núi rừng Đà Lạt. Diễm Hương và ông xã Quang Huy không ngại trao nhau những nụ hôn cử chỉ tình tứ ngọt ngào. Vợ chồng Thùy Lâm. Núi rừng Tây Bắc với thiên nhiên hùng vĩ trong lành là địa điểm được vợ chồng Hoa hậu Thùy Lâm gửi gắm để ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào của tình yêu. Độ giàu có của Hồ Quỳnh Hương hay Harry Won khiến fan choáng váng hơn. Xinh đẹp, nổi tiếng và giàu có, nhưng trong khi Harry Won đã tìm được bến đỗ hạnh phúc, Hồ Quỳnh Hương vẫn lẻ bóng một mình. Sáng ngày 13 tháng 6, công ty đã gửi thông báo đến các đơn vị truyền thông về thông tin ca sĩ Hồ Quỳnh Hương hủy bỏ việc làm giám khảo tại La Show chính và đêm chung kết cuộc thi Be A Star Bạn Là Ngôi Sao. Theo ban tổ chức, nguyên nhân là nữ ca sĩ vô cùng tức giận sau live show 8 khi thấy ca sĩ Harry Won, giám khảo khách mời, lại ngồi ghế chính giữa của ban giám khảo chương trình. Trong khi công chúng hoang mang không biết đâu là sự thật, vì Hồ Quỳnh Hương nói ban tổ chức đang lợi dụng cô để PR cho chương trình, còn phía công ty lại sẵn sàng tung bằng chứng để bảo vệ ý kiến của mình. Thực hư có ra sao thì chuyện xích mích giữa hai cô nàng nổi tiếng showbiz cũng nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng. Họ liên tục so sánh giữa hai người, ai có khối tài sản khủng khiếp hơn. Hồ Quỳnh Hương là một ca sĩ đi lên từ nghèo khó, ám ảnh về mái nhà dột nát, cùng những bữa ăn đói khổ đã khiến cô luôn nỗ lực gấp 2, gấp 3 người khác để đạt được thành công như ngày hôm nay. Giờ đây khi đã ngoài 30 tuổi, Hồ Quỳnh Hương được xếp vào hàng ngũ đại gia giấu mặt của làng giải trí Việt. Với giọng ca giàu cảm xúc và nội lực, Hồ Quỳnh Hương là một ca sĩ khi bất cứ ca khúc nào cũng có thể trở thành hit. Từ bức thư tình đầu tiên đến hoang mang, có nhau trọn đời, cô liên tục xuất hiện trên truyền hình, mời tham dự sự kiện lớn và hát trong những chương trình quy mô mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Mức giá để Hồ Quỳnh Hương nhận lời tham gia các chương trình biểu diễn, ra mắt sản phẩm, hội nghị khách hàng, phong trà, làm giám khảo các game show dao động từ 50 đến 120 triệu đồng, thậm chí là 150 đến 500 triệu đồng. Vào năm 2015, khi ngồi ghế nóng của X Factor, có thông tin nhà sản xuất đã chi tận 1 tỷ để mời Hồ Quỳnh Hương quay trở lại. Về bất động sản, Hồ Quỳnh Hương có hai dinh thự giá trị hàng chục tỷ đồng ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Căn biệt thự của Hồ Quỳnh Hương ở trong thành phố Hồ Chí Minh là nơi ở chính của cô khi nữ ca sĩ nam tiến để phục vụ sự nghiệp ca hát của mình. Căn nhà được trang trí theo phong cách hoàng gia sang trọng, nằm trên một mảnh đất rộng lớn. Đây cũng là căn nhà giữ kỷ lục thời gian xây dựng lâu nhất, đã đập đi xây lại ngót nghét khoảng 4 lần. Đáng chú ý nhất là ngôi biệt thự trắng toàn tập với không gian nội thất cầu kỳ tinh tế cùng những vật trang trí đắt đỏ. Nữ ca sĩ từng chia sẻ rằng muốn dành tặng cho mình một căn nhà khang trang hiện đại với kiến trúc kiên cố và đầy đủ tiện nghi để bù đắp cho quá khứ nghèo khó thiếu thốn lúc nhỏ. Chia sẻ về không gian sống, Hồ Quỳnh Hương cho biết: "Tôi nghĩ quan trọng nhất của ngôi nhà là những tiện ích, tính năng. Thứ hai là không gian sống phải mang cho tôi cảm xúc. Tôi thấy dễ chịu khi nhìn màu trắng hòa cùng thiên nhiên màu xanh. Nhiều khi bạn còn xây nhà quá sặc sỡ thì lúc ấy sẽ đẹp, nhưng dần dần về sau nhìn sẽ rất mệt. Tính tôi ưa thích nhẹ nhàng thì mọi thứ đều sẽ theo gu như vậy." Hồ Quỳnh Hương có một phòng để đồ rộng tới mức cô có thể bày biện tất cả trang phục, phụ kiện, giày dép của mình. Có lẽ bất cứ cô gái nào cũng mơ ước mình được sở hữu một gian phòng toàn hàng hiệu như thế này. Phòng ngủ được thiết kế đơn giản, không gian thoáng mát đem lại cảm giác thư thái sau một ngày vất vả của nữ ca sĩ. Phòng khách rộng lớn sang trọng với bộ sofa tinh tế mang hơi hướng quý tộc, cầu thang rộng thênh thang với những điểm nhấn xinh xắn. Cô không quên dành không gian riêng trưng bày những bức ảnh kỷ niệm và các giải thưởng mà cô nhận được trong suốt quá trình đi hát của mình. Hồ Quỳnh Hương từng viết: "Một vết gợn nhỏ trong nhà cũng khiến Hương không hài lòng. Đối với Hương, ví như biết nó là một điều gì đó chưa hoàn thiện thì Hương sẽ phải cố gắng làm cho nó hoàn thiện hơn nữa." Ngoài ra, Hồ Quỳnh Hương còn là chủ một chuỗi resort nổi tiếng và điều hành công ty giải trí riêng. Có tin đồn rằng vì quá giàu có nên suốt một thời gian dài, nữ ca sĩ không cần đi hát mà ở ẩn để hưởng an nhàn. Hồ Quỳnh Hương nổi tiếng chơi xe xịn, trong đó nổi bật nhất có lẽ là một chiếc Bentley có giá lên tới cả chục tỷ đồng. Nếu không cũng là những chiếc xe thuộc hàng cao cấp như thế này. Harry Won cũng là một ca sĩ năng nổ chạy show, chủ yếu là những chương trình truyền hình thực tế, ca nhạc hay biểu diễn tại sự kiện. Với mỗi show như thế, cát-xê của Harry không dưới 30 triệu đồng một show.
Nữ ca sĩ từng đi đóng phim và được trả trên dưới 500 triệu đồng tùy từng vai diễn và kịch bản. Hiện tại dù bị chê nhưng Harry Won đã thường xuyên xuất hiện trên ghế giám khảo. Ngoài hoạt động showbiz, Harry Won còn là đại diện cho một thương hiệu giày bình dân. Sau khi cưới chồng, khối tài sản của Harry Won cũng tăng lên nhanh chóng. Đầu tiên là hai căn nhà giá trị ngay trung tâm Sài Gòn. Nhìn từ bên ngoài, nhà vợ chồng Harry khoảng 3 tầng, không bao gồm trệt với thiết kế khang trang hiện đại. Bên trong nhà cũng rất rộng rãi và đầy đủ tiện nghi. Harry Won cùng gia đình khi sang Việt Nam sống cũng có chỗ đi về riêng, nữ ca sĩ mua nhà trả góp. Harry Won vô cùng tự hào vì số tiền mua nhà hoàn toàn do cô lao động kiếm được. Vợ chồng cô cũng di chuyển trên một chiếc xe hạng sang có giá lên tới 4 tỷ đồng. Trước đây Harry Won khá giản dị, cô từng tâm sự có những bộ quần áo cô mặc đi mặc lại tới nhiều lần mà không thấy chán. Nhưng từ khi yêu và làm vợ trưởng thành, Harry đã bắt đầu sử dụng hàng hiệu. Trong một sự kiện, Harry Won diện một thiết kế của Lý Quý Khánh với phần thân váy ôm sát và cổ khoét sâu hở ngực. Một sự kiện khác cô cũng rất nổi bật ở chiếc váy đỏ hở vai, nhưng đáng chú ý hơn là cả chiếc túi mà Harry cầm trên tay, chiếc túi là Dorama của nhà mốt Dior đã có giá lên đến 70 triệu đồng. Harry còn sắm thêm cho mình một chiếc túi hiệu Chanel có giá trị lên đến 3.000 đô, khoảng 60-70 triệu đồng. Trong lần đi chơi cùng đồng nghiệp của Trấn Thành, Harry chọn túi từ một nhà thiết kế nổi tiếng, giá niêm yết là 1.950 đô, gần 43,5 triệu đồng. Một chiếc túi khác được ra mắt vào mùa xuân 2015 có giá khoảng 65 triệu đồng. Cũng là một chiếc váy hở vai, trông cô ngày càng nền nã và sang trọng hơn. Trên tay Harry là chiếc túi Lady Dior, chứ danh mà rất nhiều sao nữ sở hữu. Từ một cô gái xuề xòa và có phần quê mùa, Harry Won đã trở nên mê hàng hiệu như bao cô gái trẻ khác. Chiếc túi xách hàng hiệu màu đen với kích cỡ khá to vừa được cô tậu cách đây không lâu. Hoặc chiếc túi màu xám xanh thuộc bộ sưu tập mới nhất của nhà mốt Christina Louboutin. Harry cũng không ngại khoe vòng tay lấp lánh kim cương của mình khiến khán giả choáng váng.